chơi Tết nhà bà ngoại nha các bạn. Rồi, mình đang review món ăn đến nhà ngoại này. Ta là dì Băng làm bò bớt chua ngọt, ếch nướng khổ qua, ăn cho nó qua khổ. Khổ qua là ăn với lại cái món dăm bông. Cái đây là đậu hũ non ăn với dăm bông luôn nha các bạn. Đậu hũ non ngon. Dì Quyên đang vẽ cái món muối lá é. Trong bếp còn món gì nữa không? Lẩu cá hồi. Rồi, đang nấu cái món lẩu cá hồi nữa nha các bạn. Dì Văn thì rất là sạch sẽ, bếp nút là làm đâu lâu đó liền. Đang nướng món gì? Thịt bò hay thịt heo vậy? Bò hả? Bò hả? À. Chồng mình đang nướng món bò nha các bạn. Thịt bò nướng lửa than không? Nhìn hấp dẫn. Để quay trở lại liên tục để cháy. Lên nhà ngoại mỗi người mỗi tay nha các bạn. Từ trai gái rể gì cũng vô bếp hết nha, mỗi người mỗi tay. Ai chủ chủ bếp thì làm món mặn, còn còn không không biết hay là món rau nha, còn người vẽ nước mắm, mỗi người mỗi tay. Trong tích tắc là đã xong hết rồi. Lẩu lên bếp, lẩu cá hồi để lên bếp, muối chấm để lên mâm. Còn cái món chân gà nướng nữa nha các bạn. Để qua trở lại. Nướng bò vừa nướng chân gà. Bé đang múc cái món chân gà ngâm sợi tắc nữa. Đầu năm chúc mọi người ăn Tết vui vẻ, thành công trong năm mới nha các bạn. Giờ thì mình cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.